Tuổi vàng phát tài lớn nhất, Mậu Tuất sinh năm 1958 trong 15 ngày cuối tháng 3 âm lịch, quý nhân phò trợ, giàu sang nứt vách. Hoan hỷ chào đón sự hiện diện của quý vị khán thính giả trong video đoán mệnh tránh hạn và chiêu tài lộc trên kênh Phong Thủy Phát Tài. Quý vị thân mến ạ, Mạnh Tử nói, việc mình không có ý làm mà thành, đó là do ý trời là vậy. Việc gì mình không mong cầu mà tự nhiên tới, đó là do mệnh trời vậy. Kỳ thực đoán mệnh chính là căn cứ theo dịch số, mệnh số, căn cứ theo quy luật vận hành phổ quát của toàn thế mà suy đoán ra vận mệnh của con người. Trong vũ trụ này, sự vận hành của các hành tinh đều có định số, đều có quỹ đạo. Trên trái đất này, trong sự vận hành của bốn mùa mưa nắng đều có quy luật. Trong một đất nước, sự hưng suy của một vương triều là điều có thể thấy. Với một gia đình, tương lai tốt xấu đều có thể phán đoán ra. Ngay đến con người bình thường cũng không thoát khỏi sinh lão bệnh tử. Sắp tới, con giáp tuổi Mậu Tuất sẽ bước vào thời vận 15 ngày cuối tháng 3 âm lịch. Hai sao Nguyệt Mã và Thiên Mã dịch chuyển, chiếu về bản mệnh, đem lại nhiều biến động mới, cụ thể ra sao? Mời quý vị hãy cùng Phong Thủy Phát Tài đi tìm câu trả lời cho mệnh số của mình ngay sau đây nhé. Tổng quan tử vi tuổi Mậu Tuất trong 15 ngày cuối tháng 3 âm lịch. Người tuổi Mậu Tuất thường chính trực, thành thật và thẳng thắn, giàu lòng chính nghĩa, sống có sự công bằng, đôi khi dễ bốc đồng, tính tình thì ngay thẳng, chân thành, hay bênh vực kẻ yếu, có sự đồng cảm, sống có trách nhiệm, kiên trì. Chính vì vậy, gia chủ luôn đạt được thành tích tốt trong công việc. Đón thời vận mới, khó khăn bùa vây, buộc người tuổi Mậu Tuất phải bỏ ra rất nhiều cố gắng và công sức mới mong vượt qua sóng gió. Vận trình có nhiều điểm sa sút, từ công việc, tiền bạc tới tình cảm đều có thể gặp bất lợi, bản mệnh cần hết sức lưu tâm. Điều tốt, cuối tháng này cùng ngũ hành nên có sự tương trợ, giúp công việc dễ hoàn thành. Tuy nhiên sự tương trợ này có mục đích nên bản mệnh hãy cẩn thận và cảnh giác. Điều xấu, cuối tháng này thuộc xấu do Thìn Tuất tương xung dễ sinh hung hại, xung đột, vậy nên gia chủ hãy thận trọng trong mọi sự, cư xử, ứng xử, hài hòa là cát, nên và luôn thận trọng thì có thể giảm sát và hung hại, tài thần ở phương vị Tây. Về tử vi sự nghiệp công danh của tuổi Mậu Tuất 15 ngày cuối tháng 3 âm lịch. Sự nghiệp của người tuổi Mậu Tuất trong 15 ngày cuối tháng 3 âm lịch này có thể sẽ phải đương đầu với rất nhiều gian nan thách thức do vận trình sa sút, chịu tác động của xung thái tuế, thêm âm sát hung tinh đe dọa, sự nghiệp của bản mệnh ảm đạm vô cùng. Các kế hoạch đều có phần chững lại, thậm chí còn phải bỏ dở nửa chừng. Người tuổi Mậu Tuất dù có rất nhiều cố gắng nhưng cũng khó tìm được cơ hội để khẳng định mình. Không phải do gia chủ không có năng lực, chủ yếu tiểu nhân vận sẽ ngăn cản những bước phát triển của bản mệnh. Cạnh tranh thị phi cũng khá lớn, nếu không đủ sáng suốt thì sẽ gặp nhiều bất lợi. Tuy nhiên, mức độ mâu thuẫn đến đâu lại do chính bản thân gia chủ. Nếu nhìn nhận mọi việc cởi mở, gia chủ sẽ dễ dàng tìm ra cách tháo gỡ, giữ được hòa khí chung. Ngược lại, nếu chỉ biết suy tính lợi ích cá nhân, bản mệnh càng dễ tự chuốc lấy rắc rối. Tháng này cũng chưa phù hợp cho những dự tính mới hay thay đổi quá lớn. Tốt nhất nên tự lượng sức mình mà chớ tự ti bi quan, suy nghĩ về những gì mình chưa làm được, phải có nỗ lực, có chăm chỉ thì mới có thành quả nhận về. Thứ tư, tử vi tài lộc tuổi Mậu Tuất tháng 3. Phương diện tài lộc của người tuổi Mậu Tuất trong tháng cũng khá bấp bênh do hung tinh đại hào tác động. Người làm công ăn lương vẫn chưa thể chạm tay tới mục tiêu được thăng chức tăng lương. Người kinh doanh buôn bán có một tháng nhiều thăng trầm, cạnh tranh đầy rẫy, khó khăn trùng trùng. Gia chủ nên tỉnh táo trước bất cứ lời mời mọc hay dụ dỗ bùi tai nào, kẻo mất tiền như chơi. Thời điểm này chưa thích hợp để đầu tư, con đường kiếm tiền bị nhiều yếu tố ngăn trở, tài lộc cũng dễ hao hụt, chớ nên vội vàng kẻo lợi bất cập hại. Trong tháng này, bản mệnh nên học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, khi thời cơ đến lập tức tiến hành, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Tử vi sức khỏe tuổi Mậu Tuất tháng 3. Nguyệt lệnh lâm mộ khiến cho sức khỏe của người tuổi Mậu Tuất xuất hiện tình trạng hư nhược, yếu ớt. Những người đang có sự nghiệp trông chênh, suy nghĩ quá nhiều. Căng thẳng vì công việc nên nhiều đêm mất ngủ, ăn uống không ngon miệng. Chính vì vậy người tuổi Mậu Tuất nên chú trọng rèn luyện thể dục thể thao tháng này. Chỉ cần tập luyện đều đặn, ăn uống và nghỉ ngơi đúng giờ giấc
thì tự khắc tinh thần thoải mái, sức khỏe dẻo dai. Bên cạnh đó cũng cần chú ý giữ an toàn cho bản thân khi tham gia giao thông và làm việc chân tay máy móc. Tử vi tình cảm và gia sự tuổi Mậu Tuất tháng 3. Trong 15 ngày cuối tháng 3 âm lịch, chuyện tình cảm của người tuổi Mậu Tuất ngày càng rối ren và xảy ra nhiều biến động. Bản mệnh này còn đang phải chịu nhiều áp bức trong công việc và chuyện tiền bạc nên chẳng mấy quan tâm đến chuyện tình cảm gia đình. Mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình vì thế ngày càng lạnh nhạt và xa cách, xuất hiện nhiều vết rạn nứt. Gia chủ, hãy trân trọng những gì mình đang có, bồi đắp thêm yêu thương, không chấp niệm hạnh phúc, bền lâu, thêm sự thấu đáo, nghĩ xong mới nói, tránh nói trong tư thế nóng giận, cáu gắt mà mất khôn. Thứ 7, tử vi gia đạo tuổi Mậu Tuất tháng 3. Gia đạo trong 15 ngày cuối tháng 3 năm 2024 không có nhiều biến động, bản mệnh có thể có chút xáo trộn nhẹ, thị phi nhỏ do bất đồng quan điểm mà lời qua tiếng lại. Bản thân và các thành viên trong gia đình hãy biết kiểm soát cảm xúc, thấu tình đạt lý, đồng lòng đồng sức, không hơn thua đúng sai mới có thể hóa hung thành cát, biết kính trên nhường dưới, gia đình sẽ luôn hòa thuận. Thứ 8, cố vấn tử vi cho tuổi Mậu Tuất trong 15 ngày cuối tháng 3 âm lịch. Người tuổi Mậu Tuất nên làm gì? Người tuổi Mậu Tuất trong 15 ngày cuối tháng 3 năm 2024 nên án binh bất động, quan sát nhiều hơn, giữ thái độ dĩ hòa vi quý để tự bảo vệ bản thân, đồng thời trau dồi thêm kiến thức mới, duy trì rèn luyện thể dục thể thao, đặc biệt cần tu dưỡng thiện lương, thấu tình đạt lý, thủ mình khiêm tốn, cẩn trọng, cảnh giác, để dù gặp hung cũng hóa cát. Vậy người tuổi Mậu Tuất không nên làm gì? 15 ngày cuối tháng 3 âm lịch đối với người tuổi Mậu Tuất không tốt về tài lộc, chưa thích hợp để đầu tư, chớ nên vội vàng kẻo lợi bất cập hại. Việc khía cạnh cuộc sống gia chủ không nên hơn thua, ganh nhau mà dễ mất đi những mối quan hệ tốt. Quý cô bác tuổi Mậu Tuất thân mến, cùng một con giáp, cùng một vận hạn, nhưng có những người vượt qua xui xẻo một cách vô cùng dễ dàng, lại có người chật vật lăn lộn nhưng mất hết tất cả thì mới qua được hai tử vận và hạn. Một phần cũng do ngày giờ sinh tác động, vì mỗi ngày lại mang một năng lượng khác nhau, đó âu cũng là mệnh. Tiếp theo sau đây, nhằm giúp quý mệnh chủ rõ ràng chi tiết hơn về bản mệnh của mình 15 ngày cuối tháng 3 âm lịch, hãy cùng nghe luận giải chi tiết phần ngày sinh âm lịch của mình sẽ mang theo hung vận hay xui xẻo thời gian tới nhé. Con giáp sinh ngày mồng 1, 2, 3. Tử vi tháng của 12 con giáp nói rằng, cuối tháng này những người sinh vào ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 có thể xuất hiện kẻ tiểu nhân phá hoại công việc của tuổi Mậu Tuất. Bản mệnh có thể đương đầu với những lời đồn đoán thị phi. Bản mệnh càng nóng nảy thì càng dễ bị cuốn vào, tạo cơ hội cho kẻ xấu bày mưu tính kế. Lời khuyên cho bản mệnh là cần phải hết sức thận trọng, tránh tham gia vào việc bao đồng mà chỉ nên tập trung vào công việc của mình. Bản mệnh cũng nên cố gắng giữ bình tĩnh, có như vậy mới đủ sáng suốt để phán đoán tình huống khi cần thiết, tránh rơi vào bẫy của kẻ tiểu nhân. Bù lại thì chuyện gia đạo khá hài hòa, cũng giúp cho con giáp này vơi bớt nỗi buồn khi công việc khó khăn, gia sự yên bình. Tiếp thêm động lực cho bản mệnh, phấn đấu nhiều hơn, vượt qua mọi thử thách để đem tới những điều tốt đẹp nhất cho những người thân yêu. Giờ tốt ở trong ngày là từ 15 đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ bạn là Thân và Thìn. Con giáp sinh ngày mùng 3, mùng 4, mùng 5. Theo tử vi tháng của 12 con giáp, cuối tháng ngày hôm nay, tuổi Mậu Tuất sinh ngày này được dự báo gặp nhiều may mắn ở phương diện công danh sự nghiệp. Vận trình thăng tiến không ngừng, con đường phía trước đang rất rộng mở với con giáp này. Nếu làm tốt những trọng trách hiện tại thì bản mệnh có thể được cất nhắc lên vị trí cao hơn, nhận được sự ngưỡng mộ và nhìn nhận của cả tập thể. Công việc suôn sẻ kéo theo tài chính cũng có nhiều khởi sắc. Người làm công ăn lương có thể hoàn toàn yên tâm với mức thu nhập và các khoản thưởng hoa hồng hiện tại. Với riêng người làm kinh doanh, bản mệnh sẽ cần kiên định hơn trong những chuyện liên quan tới tiền bạc, tránh bảo thủ dẫn tới mắc sai lầm trong đầu tư, khiến tiền bạc khó khăn lắm mới kiếm được, trong tích tắc đã không giữ được trong tay. Hôm nay, các mối quan hệ nhân duyên của bản mệnh cũng khá thuận lợi, gia đạo và bạn bè đồng nghiệp thuận hòa, đúng như những gì bản mệnh mong muốn. Bản mệnh trở nên vui vẻ, cởi mở hơn với mọi người và đấy là lý do giúp con giáp này kết nối tốt hơn, nhận được sự giúp đỡ đúng lúc cần. Giờ tốt trong ngày là 17 đến 19 giờ.
quý nhân của bạn là Tý và Dậu. Tiếp theo là con giáp sinh ngày mùng 6, mùng 7 và mùng 8. Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo cuối tháng tuổi Mậu Tuất sinh ngày này có nguy cơ mất tiền khá rõ, thiếu thận trọng trong tính toán khiến bản mệnh phải trả cái giá không nhỏ. Tuy nhiên, việc đã xảy ra rồi thì bản mệnh cũng không nên than vãn vì không thể thay đổi được gì. Thay vào đó, bản mệnh nên tìm cách khắc phục sai sót, kiếm lại những gì đã mất. Vận may không có nhiều. Ngày tháng này, bản mệnh nên tránh khởi sự những dự án mới, đặc biệt là tránh tiến hành đầu tư lớn hoặc là mua sắm để hạn chế tiền hao hụt hơn. Đi đâu thì bản mệnh cũng nên chú ý bảo quản tài sản của mình để tránh bị lừa đảo, cướp giật và móc túi. Vận trình gia đạo có phần trắc trở và lận đận, không được như bản mệnh mong muốn. Các gia đình cũng đều còn nhiều mâu thuẫn khó hóa giải. Những giây phút ngọt ngào cũng không bù đắp lại được những lần tranh cãi giữa hai người. Giờ tốt lành trong ngày là 11 đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ là Mão và Tuất. Con giáp sinh ngày mùng 9, mùng 10 và 11. Theo tử vi tháng của 12 con giáp, công việc của tuổi Mậu Tuất sinh ngày này có thể gặp chút rắc rối và phiền phức, cũng bởi chính sự bảo thủ của bản mệnh gây ra. Con giáp này tuy thông minh tài giỏi, nhưng tháng này lại có phần cố chấp, không chịu lắng nghe và tiếp thu ý kiến của mọi người mà lại khăng khăng tự làm theo ý của mình. Tuy nhiên không phải lúc nào suy nghĩ của bản mệnh cũng đều hợp lý. Như tháng này là một ví dụ, phán đoán chủ quan của bản mệnh đã không lường trước được những rủi ro tiềm ẩn. Đến khi sự cố ập tới thì không kịp xoay sở, cũng vì thế mà gánh hậu quả đáng tiếc. Bản mệnh nên đặt lợi ích chung lên hàng đầu, đừng chỉ quan tâm tới cái tôi của mình. Chuyện gia đạo hài hòa, nhưng tuổi Mậu Tuất nên dành thời gian đầu tư cho đời sống gia đạo thay vì suốt ngày cắm cúi vào công việc. Giống như thời gian này bản mệnh đang quá tập trung vào công việc mà sao nhãng những mối quan hệ khác trong cuộc sống, dần dà đôi bên sẽ cảm thấy gượng gạo và xa cách với nhau. Giờ tốt trong ngày là từ 15 đến 17 giờ, quý nhân phù trợ là Mùi và Tuất. Con giáp sinh ngày 12, 13, 14. Tử vi tháng của 12 con giáp cho hay cuối tháng tuổi Mậu Tuất sinh ngày này sẽ đón một ngày vượng vận khí, rất nhiều tin tốt lành sẽ đến. Các mối nhân duyên trong ngày hài hòa, tinh thần của bản mệnh cũng thêm phần phơi phới, nhìn đâu cũng thấy thuận mắt, làm việc gì cũng hăng hái và đạt được kết quả mỹ mãn. Ngày hôm nay, bản mệnh có thể phát huy năng lực bản thân mạnh mẽ, được cấp trên ưu ái nâng đỡ, giao cho những trọng trách mới. Tuy quá trình ban đầu khó tránh có chút áp lực, nhưng đây chính là bước tiến tích cực trong sự nghiệp của bản mệnh. Con giáp này hãy cứ mạnh dạn đảm đương và vận dụng các kiến thức kinh nghiệm sẵn có của bản thân. Tháng này còn là ngày may mắn ở phương diện gia đạo của bản mệnh. Đường gia đạo nở rộ, các mối quan hệ thăng cấp nhanh chóng, được cả gia đình và bạn bè ủng hộ tán thành. Giờ tốt trong ngày là từ 23 đến 1 giờ, quý nhân phù trợ là Thân và Dậu. Con giáp sinh ngày 15, 16 và 17 âm lịch. Theo tử vi tháng của 12 con giáp, cuối tháng 3 âm lịch, tuổi Mậu Tuất sinh ngày này hoàn toàn có thể tự tin triển khai các kế hoạch quan trọng của mình. Đường công danh sự nghiệp của bản mệnh có nhiều tín hiệu tích cực, công việc tuy vất vả, song nhờ tinh thần trách nhiệm cao cùng những sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bản mệnh đã được cấp trên đánh giá cao và có ý định cất nhắc lên vị trí cao hơn. Cát khí trong ngày còn giúp đường tài lộc của bản mệnh khởi phát vô cùng, đặc biệt sẽ có lợi cho người làm ăn kinh doanh, có thể gặp được cơ hội tốt, tìm được đối tác làm ăn có lợi. Nhờ đó, tiền bạc thêm phần dư dôi, bản mệnh cũng có thêm nguồn vốn để mở rộng đầu tư hoặc tham gia vào các lĩnh vực mới. Tuy nhiên, chuyện gia đạo còn lắm nỗi truân chuyên, có thể làm giảm bớt niềm vui trong ngày của bản mệnh. Các gia đình dễ nảy sinh tranh cãi, không có nhiều thời gian dành cho nhau nhiều như trước nữa. Giờ tốt trong ngày là 17 đến 19 giờ, quý nhân phù trợ là Thân và Dậu. Tiếp theo là con giáp sinh ngày 18, 19 và 20. Tử vi hàng ngày của 12 con giáp nhận định cuối tháng 3 âm lịch, tuổi Mậu Tuất gặp nhiều may mắn ở phương diện tài lộc,
Nếu con giáp này có ý định chuyển việc hoặc mở rộng kinh doanh thì gặp khá nhiều may mắn, cơ hội trao tay, nên chỉ cần bản mệnh biết nắm bắt và phát huy tài năng của mình. Những người làm dịch vụ cũng tìm được thêm nhiều khách hàng tiềm năng nhờ tài thuyết phục khéo léo của mình. Với công việc cố định, mọi việc của bản mệnh diễn tiến suôn sẻ và thuận lợi, dù đôi khi vẫn có vấn đề bất ngờ nảy sinh, nhưng bản mệnh không phải chịu quá nhiều sức ép từ cấp trên. Cũng bởi vậy, con giáp này có bản lĩnh vững vàng, biết cách đối mặt với thử thách, nên dù có bất trắc xảy ra, nhưng bản mệnh vẫn luôn kiên tâm bền chí, không chút hoang mang. Chuyện gia đạo của bản mệnh trong ngày tháng này lại không được suôn sẻ một bề như công việc. Mối quan hệ không mấy vui vẻ khi mâu thuẫn và xung khắc giữa con giáp này với người thân của mình xảy ra liên miên, không chịu nhường nhịn, ai cũng nghĩ mình là người hy sinh nhiều nhất, dường như cái tôi cá nhân quá lớn nên đôi bên khó có thể giải quyết được vấn đề. Giờ tốt trong ngày là từ 15 đến 17 giờ, quý nhân phù trợ là người tuổi Dần và người tuổi Mùi. Con giáp sinh ngày 21, 22 và 23. Theo tử vi tháng của 12 con giáp, cuối tháng 3 âm lịch tuổi Mậu Tuất sinh ngày này, nếu theo nghiệp kinh doanh, có thể sẽ đón kha khá vận may trong ngày. Chuyện hợp tác làm ăn tiến triển vô cùng suôn sẻ, mang về cho con giáp này nguồn tài lộc dồi dào. Lợi nhuận thu về không ngừng tăng, bản mệnh có thêm nhiều cơ hội để mở rộng quy mô kinh doanh cho mình. Các công việc còn lại cũng tiến triển thuận lợi, chỉ cần con giáp này luôn duy trì được khả năng tập trung cao độ, nỗ lực hết sức cho công việc, đừng để vài cá nhân làm ảnh hưởng tới tinh thần làm việc của mình, thì nhìn chung mọi chuyện không có gì phải lo lắng cả. Song bản mệnh làm việc gì cũng đừng quá mong cầu kết quả, cứ bình tĩnh vì thời gian sẽ hồi báo cho bản mệnh. Ngày hôm nay, chuyện gia đạo của bản mệnh khởi sắc hơn. Các mối quan hệ của con giáp này đều đang rất tốt đẹp. Giờ tốt trong ngày là từ 5 đến 7 giờ, quý nhân phù trợ là Ngọ và Mùi. Tiếp theo là con giáp sinh ngày 24, 25 và 26. Tử vi tháng của 12 con giáp cho thấy cuối tháng 3 âm, tuổi Mậu Tuất sinh ngày này có thể được quý nhân soi đường, vận trình công danh nhờ vậy có cơ hội thăng tiến không ngừng. Con giáp này không hề bị chùn bước bởi những thử thách khó khăn cản đường, tham vọng mạnh mẽ dẫn đường bản mệnh tới gần hơn với mục tiêu của mình. Cũng trong cuối tháng này, đường tài lộc của bản mệnh còn có biểu hiện phát triển rõ rệt, chủ yếu nhờ may mắn đến từ công việc chính. Đây là nguồn thu ổn định có thể giúp con giáp này trang trải cuộc sống, đặc biệt là để chi trả hóa đơn cho các nhu cầu cấp thiết. Thậm chí còn dư dôi đủ để đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực yêu thích của mình. Chuyện gia đạo của bản mệnh cũng không có gì phải lo lắng. Gia đình giúp cho bản mệnh như được tiếp thêm năng lượng, tinh thần vui vẻ lạc quan, cuộc sống có thêm rất nhiều trải nghiệm thú vị. Gia đình luôn ở bên cạnh và trở thành nguồn động lực giúp bản mệnh cố gắng và phấn đấu nhiều hơn. Giờ tốt trong ngày là 23 đến 1 giờ, quý nhân phù trợ là Tý và Thìn. Tiếp theo là con giáp sinh ngày 27, 28, 29 và ngày 30. Theo tử vi tháng của 12 con giáp, cuối tháng tuổi Mậu Tuất sinh ngày này có những suy nghĩ luẩn quẩn bất an, làm việc gì cũng dang dở. Chính cảm giác bồn chồn đứng ngồi không yên khiến bản mệnh khó có thể tập trung vào công việc hiện tại. Lời khuyên cho con giáp này là hãy hành động và dừng việc suy nghĩ lại. Tâm trạng của bản mệnh sẽ thay đổi theo hướng tích cực hơn. Hôm nay, bản mệnh có thể gặp rắc rối từ những thông tin sai lệch hay nói bị hiểu sai ý. Thậm chí bản mệnh còn có thể vấp phải sự phản ứng gay gắt từ người khác. Con giáp này nên chắc chắn mình đã kiểm tra mọi thứ và cẩn trọng khi diễn đạt suy nghĩ của mình. Trong tình cảm gia đình, có vẻ con giáp này cũng không được may mắn cho lắm vào ngày hôm nay. Hai người không cảm thấy tin tưởng lẫn nhau, vì thế đôi bên nên nói chuyện và thành thật với nhau hơn để tránh những xung đột cãi vã gây mệt mỏi cho cả hai. Giờ tốt trong ngày là từ 1 đến 3 giờ. Quý nhân phù trợ là Sửu và Thìn.
Thưa quý vị tuổi Mậu Tuất thân mến, cuối video chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về 6 điều hại theo lời khuyên của Lão Tử về đạo dưỡng sinh có lợi ích cho mọi người. Hãy cùng theo dõi ngay để thêm những kiến thức bổ ích của cổ nhân quý vị nhé. Từ xa xưa, sức khỏe và tuổi thọ luôn là mục tiêu mà con người theo đuổi. Lão Tử cho rằng con người nếu muốn khỏe mạnh sống lâu thì phải học cách dưỡng sinh. Người thật sự biết giữ gìn sức khỏe trước tiên phải học cách bài trừ 6 điều hại. Vậy 6 điều này gồm những gì? 6 điều hại. Trong dưỡng sinh yếu quyết, Lão Tử có viết: thứ nhất là coi nhẹ danh lợi, thứ hai là kiêng kỵ thanh sắc, thứ ba là kiếm tiền liêm chính, thứ tư là bỏ vị tư cá nhân, thứ năm là trừ bỏ hư vọng giả dối, thứ sáu là loại trừ phiền não đố kỵ. Nếu 6 yếu tố này tồn tại thì đạo dưỡng sinh sẽ trở nên vô ích. Tóm lại, để dưỡng sinh cần thờ ơ danh lợi, đoạn tuyệt dâm dục, không tham tiền tài bất chính, giữ gìn khẩu phúc, loại bỏ vọng tưởng và tâm tật đố kỵ. Nếu không loại bỏ được 6 điều hại này thì việc giữ gìn sức khỏe cũng uổng công và khó thành công, vì đó là nền tảng của sự trường thọ. Đạo trường sinh là như vậy, ai cũng muốn sống thọ, nhưng mấy người có thể làm theo? Người có thể tiêu trừ được 6 điều hại, họ không còn là người thường nữa. Bạn đã từng nghe đến Hảo Liễu Ca trong Hồng Lâu Mộng chưa? Ai cũng biết thần tốt, chỉ có điều họ không thể quên đi danh lợi. Các tướng lĩnh thừa tướng từ xưa đến nay ở đâu? Bây giờ chỉ còn lại một đống mộ hoang vu. Ai cũng biết thần tốt, chỉ có điều của cải không thể buông. Sống cả đời chỉ lo tích lũy tiền không nhiều, khi có nhiều tiền thì nhắm mắt lại là chết. Ai cũng biết ông trời tốt, chỉ có người vợ không thể buông. Khi còn sống, ngày nào cô ấy cũng kể cho chồng nghe về lòng tốt của mình. Sau khi chồng qua đời, cô tái hôn với người khác. Ai cũng biết ông trời rất tốt, chỉ có điều con cháu không thể buông. Có rất nhiều cha mẹ bị ám ảnh bởi việc giáo dục con cái từ xa xưa. Nhưng ai đã từng nhìn thấy những người được gọi là con cháu hiếu thảo đó? Ai cũng biết tu thân dưỡng tính là trường thọ, nhưng không mấy người có thể coi nhẹ 4 điều hại là rượu, sắc, dục, tiền tài và tham vọng. 6 điều hại được nói đến ở đây cũng vậy. Chúng sẽ làm tổn thương cơ thể và tinh thần của mỗi người, khiến chúng ta bận rộn, mệt mỏi, u mê và gian xảo. Từ xa xưa, những người giàu có quyền thế luôn muốn sống lâu hơn và cố gắng để tìm ra thuốc trường sinh bất tử. Các câu chuyện cổ đều ghi lại chuyện này. Tuy nhiên, sự thật là chỉ cần con người chú ý đến việc tu dưỡng bản thân và chấm dứt ham muốn trong cuộc sống hàng ngày, thì việc có được thân thể khỏe mạnh, tinh thần sáng suốt không còn là mơ ước. Cổ nhân lại nói, đại đạo chí giản, có nghĩa là đạo lớn đến từ sự đơn giản và bình thường nhất. Đạo đi thẳng vào gốc rễ của vấn đề và loại bỏ các mầm mống tai hại ở góc độ căn bản nhất. Ba điều họa. Lã Thị Xuân Thu cũng đã tổng kết lại từ cuốn Dưỡng Sinh Tam Họa như sau. Tai họa thứ nhất là lười biếng. Ra ngoài thì dùng xe ngựa, khi vào thì dùng kiệu, công việc thì sai bảo người khác làm. Việc theo đuổi điều này để làm cho bản thân thoải mái, nhưng nó là công cụ để người ta đánh mất chính mình. Việc đưa tay ra cũng cần có người đỡ. Những người như vậy chẳng qua là thây ma. Làm thế nào một người như thế có thể sống lâu? Tai họa thứ hai là ăn quá nhiều thịt và uống quá nhiều rượu. Thịt béo rượu nặng, sử dụng chúng là tự làm thối ruột mình. Câu này có nghĩa là uống nhiều rượu và ăn nhiều thịt sẽ dẫn đến cuộc sống trụy lạc và say sưa suốt ngày. Như câu nói, rượu là thuốc độc, sắc dục là dao cạo xương, say rượu sẽ gây tai hại lớn, say rượu sẽ khiến con người kiệt sức và tổn thương gan. Vậy làm thế nào một người nghiện rượu và triền miên trong sắc dục có thể sống lâu được? Vấn đề thứ ba là xa hoa hủ bại. Say mê cái đẹp và mong muốn nghe những âm thanh tục tĩu là đuổi theo thú vui hưởng thụ. Vận mệnh của người này như có cái rìu cắt xuống. Dựa vào quyền lực trong tay mà tham ô, hủ hóa và tham nhũng, đón bình minh ở làng thịt cá, đêm trải dài trên đường hoa làn liễu, nghe tiếng nhạc tục tĩu, suốt ngày đắm chìm trong dâm dục, phóng đãng. Một người hao tổn tinh khí như vậy làm sao có thể sống lâu? Con người muốn dưỡng sinh thì phải diệt trừ 6 điều hại
và ngăn chặn ba tai họa. Kẻ ngu sẽ cười khi nghe điều này, nhưng người khôn ngoan sẽ bình an nếu họ cảnh giác. Những phương pháp dưỡng sinh trường thọ này của người xưa cho đến nay vẫn là những cách giữ gìn sức khỏe tốt nhất, rất đáng để con người ngày nay học hỏi. Hạnh phúc đem lại rất nhiều lợi ích cho con người, là chìa khóa cho miễn dịch mạnh mẽ, sự sáng tạo, tăng năng suất, thậm chí là sống lâu. Vậy điều gì quyết định hạnh phúc của bạn? 50% do gen, 40% do suy nghĩ và hành động, chỉ 10% do hoàn cảnh sống. Dưới đây là 10 cách giúp bạn hạnh phúc hơn. Thứ nhất, thiền định. Thiền chánh niệm làm tăng hoạt động ở vỏ não trước, trán bên trái, vùng não chịu trách nhiệm về sự bình tĩnh và hạnh phúc. Thứ hai, dành thời gian cho người thân. Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng khi mọi người dành 6 đến 7 giờ với bạn bè và gia đình, họ có khả năng cảm thấy hạnh phúc cao gấp 12 lần so với căng thẳng. Thứ ba, tìm cảm hứng của bạn. Trải nghiệm dòng chảy các hoạt động như đọc hoặc viết khiến bạn chú ý nhiều hơn và thường thời gian dường như biến mất có thể làm tăng cảm giác hạnh phúc của bạn. Thứ tư, sống có mục đích. Những người nhận thức được mục đích hoặc sứ mệnh sâu sắc hơn trong cuộc sống sẽ hạnh phúc hơn. Một sự nghiệp thành công, một gia đình, một niềm tin hay việc theo đuổi những mục tiêu phù hợp với giá trị cốt lõi của mình đều là những cách để bạn tìm thấy ý nghĩa cuộc sống. Thứ năm, đừng tước đoạt thời gian ngủ. Theo các nhà nghiên cứu, mỗi người nên ngủ ít nhất 7 tiếng mỗi đêm. Cơ thể cần giấc ngủ sâu để cải thiện tâm trạng và phục hồi khả năng miễn dịch. Thứ sáu, thử điều mới và tận hưởng trải nghiệm tốt. Thử những điều mới thực sự có thể thay đổi chất hóa học trong não. Hoạt động mới lạ có thể kích hoạt những hóa chất liên quan đến tâm trạng. Học những điều mới cho chúng ta những ý tưởng và thông tin mới, giúp tập trung và tò mò về thế giới. Điều này có thể mang lại sự tự tin và khiến chúng ta hạnh phúc hơn. Tận hưởng những trải nghiệm tốt đẹp có thể khiến bạn hạnh phúc hơn, biết ơn hơn và tràn đầy hy vọng hơn. Thứ bảy, mơ mộng hoặc hình dung. Nghiên cứu cho thấy phần não chịu trách nhiệm về cảm giác hạnh phúc có thể được kích hoạt bằng cách nghĩ về điều gì đó thú vị. Vì vậy, hãy cố gắng hình dung, mơ mộng về một số điều làm bạn hạnh phúc. Thứ tám, hãy biết ơn. Thực hành lòng biết ơn có thể làm tăng cảm giác hạnh phúc. Trong một nghiên cứu, những người thực hành lòng biết ơn bằng cách viết ra 3 điều tốt mỗi ngày trong một tuần sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn và ít phiền muộn hơn trong vòng 6 tháng. Lòng biết ơn giúp bạn có những cảm xúc tích cực hơn, tận hưởng những trải nghiệm tốt đẹp, cải thiện sức khỏe. Nó còn giúp bạn đối phó với nghịch cảnh và xây dựng các mối quan hệ bền chặt. Thứ 9. Tăng cường giao tiếp. Giao tiếp với những ai có nhu cầu, đặc biệt là người lạ hoặc khi không biết gì về họ. Điều này mang lại cảm giác có ý nghĩa, tăng cảm giác về năng lực và thường cải thiện tâm trạng, làm giảm áp lực. Thứ 10. Tập thể dục. Tập thể dục thúc đẩy sản xuất hormone endorphin, nội sinh, chất đã được chứng minh là có tác động tích cực với trầm cảm, đặc biệt là những bài tập đòi hỏi vận động toàn bộ cơ thể. Video xin được kết thúc tại đây. Hãy luôn tiếp tục khám phá và tìm hiểu về những điều kỳ diệu trong cuộc sống của mình. Chúc quý vị có một ngày thật tràn đầy an lạc và hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị ở những chia sẻ tương lai trên kênh này. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.